Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao, được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng trang phục Linh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích là một hội chứng gây ra rất là nhiều những triệu chứng khó chịu như là đau bụng, đau quặn và đi tiêu nhiều lần trong ngày. Và điều đáng nói là bệnh này lại là một căn bệnh rất dễ tái phát. Vì sao lại như vậy? Có giải pháp nào để hạn chế tái phát hội chứng ruột kích thích? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Chào Thanh Phương, xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với phần tư vấn của bác sĩ, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau nhé. Chị vô cùng sung sướng khi thấy em có một tấm chồng đúng như lòng chị đã ước mong. Chị hai ơi, chị nói chị em nghe đau bụng quá trời ơi. Chị hai ơi, bà chạy đâu cái đoạn này chị? Ơi giờ là phải dời tập chứ, ngày nào mà chị chạy kiểu này, sáng dậy chạy 4-5 lần đó sao tập được. Ê, trời sao cái mặt xanh lè vậy nè? Giờ em nãy rượt thiệt giờ em rồi. Nhắm thấy ổn không? Giờ lịch ngày mai tập đi. Tập đi. Giờ cũng vậy à, về tập đại đi. Nè nó nghe nè, tập thì chạy vô chạy ra được nha. Còn khi diễn rồi chạy vô chạy ra kiểu này coi như là tiêu luôn á. Chấm khảo chấm rớt đó. Rớt đó. Biết nhưng mà vậy nó vậy vậy sao? Vậy nha. Một chút xíu nữa dắt qua bên chỗ ông thầy đông y thì hay lắm, cắt thuốc uống là hết liền. Tôi quên chợt rồi hả? Chị bị tiêu chảy mà chị đưa qua ông thầy thuốc nam là uống bật cái thảo dược nó nhuận tràn rồi chết luôn đó. Nghe em nè, chị chạy u ra ngoài tiệm thuốc tây á, chị mua cái thuốc men vi sinh á uống cầm liền. Cái bệnh chị là cái con vi khuẩn có lợi trong ruột nó yếu quá, vô uống phụ vô rồi nó cầm cứng ngắc luôn. Vi khuẩn lợi khuẩn gì trời, không phải mà nó là hội chứng ruột kích thích. Một ngày ha chạy 4-5 lần luôn. Hả? Mà mỗi lần mà bị ha nó đau quặn nín không được luôn. Đâu phải là đi xong là khỏe đâu, cái cảm giác muốn đi nữa cái chạy vô nữa ngồi hoài không thấy gì hết. Trời ơi, thấy vậy á vậy sao chịu nổi được. Mỗi lần mà sắc thuốc nam á là trời ơi, phải hầm phải nấu phải nên mất thì giờ à, mình bận rộn đâu phải lúc nào cũng nấu được đâu. Mà nó chỉ đỡ lúc đó thôi, chứ còn không uống là nó bị tiếp. Tôi có uống thuốc cầm tiêu với men vi sinh rồi, nhưng mà cái thuốc cầm tiêu á nó làm cho phân á cứng lại luôn. Mỗi lần đi khổ lắm, trời đi riết sợ bị trĩ luôn á. Bây giờ đi khám bác sĩ đi cho để vậy làm ổn đi. Khám rồi, nội soi luôn rồi mà mọi chuyện bình thường. Cái bác sĩ cho thuốc uống xong cái nó hết lúc đó. Hết thuốc cái bị tiếp mà còn dữ hơn nữa đó. Bây giờ sao giờ khám từ đâu chửi từ đâu không biết. Để như vậy là mất sức, chịu không được đâu. Má mới về. Dạ con chào cô, con chào chú. Má con đang tập văn nghệ với lại cô với chú nè, cho nên con vận động bạn bè để mà đi ủng hộ má con. Con không hiểu làm sao má dám nhận biểu diễn hay ghê á. Thì bây giờ trong xóm có ba ông bà này là thuộc cái tuồng đó thôi. Ừ, này có ba người này thôi hả? Đâu ai chịu lên sân khấu đâu. Con ơi, con chạy về đây hơi gấp vậy là con đã có cái phương pháp để mà giúp cho má hả điều trị cái hội chứng ruột kích thích mà không bị tái đi tái lại nữa. Gì phương pháp gì nói mà hay coi. Để mà hả cho má nè rồi cô rồi chú hiểu được cái phương pháp mà điều trị ruột kích thích hiệu quả thì con hả mời má nè, dạ mời cô mời chú nghe bác sĩ tư vấn đây. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi là nhân vật ngày nào cũng bị đau bụng, thậm chí là một ngày đi đến 4-5 lần, ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng của cuộc sống. Và đi thăm khám thì được bác sĩ nói rằng là bị hội chứng ruột kích thích. Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về hội chứng ruột kích thích là gì ạ? Hội chứng ruột kích thích đó là một tình trạng rối loạn chức năng của đại tràng. Trong đó thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện như là đau quặn bụng, đầy hơi, chướng bụng và rối loạn đại tiện, đi tiêu chảy. Hoặc là đôi khi là bệnh nhân lại có biểu hiện là bị táo bón, hoặc là có một số bệnh nhân là biểu hiện là phối hợp, tức là khi thì bị tiêu chảy, khi thì bị táo bón. Dạ thưa bác sĩ, và nhân vật của chúng ta cũng đã dùng rất là nhiều các loại thuốc rồi men vi sinh vân vân, nhưng mà vẫn không khỏi, cứ ngưng thuốc thì bệnh lại tái phát. Tại sao căn bệnh này lại khó điều trị như thế thưa bác sĩ? Hội chứng ruột kích thích đây là một cái rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa mà chủ yếu là của đại tràng. Cho tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân.
Tuy nhiên, có một số yếu tố ảnh hưởng đến cái tình trạng của hội chứng ruột kích thích. Thứ nhất là cái tình trạng tinh thần của bệnh nhân. Bệnh nhân, nếu như bệnh nhân stress, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi v.v. thì những cái tình trạng tinh thần đó sẽ làm cho tình trạng rối loạn chức năng đại tràng của bệnh nhân lại càng nặng nề hơn. Và thứ hai đó là chế độ ăn uống. Đây là một trong những lý do chính mà làm cho hội chứng ruột kích thích khó điều chỉnh. Đôi khi bệnh nhân có những cái chế độ ăn uống không có khoa học, thí dụ như là ăn quá nhiều những cái chất béo hoặc là cay, chua v.v. hoặc là bệnh nhân ăn những cái thức ăn mà không thích hợp với cơ thể. Và những cái thức ăn đó khi vào trong đại tràng thì nó sẽ gây ra kích thích làm cho bệnh nhân đau quặn bụng và bệnh nhân phải đi tiêu chảy hoặc là đôi khi là gây cho bệnh nhân táo bón. Thì hai cái yếu tố này là hai cái yếu tố tưởng chừng là đơn giản nhưng mà thực ra rất là khó điều chỉnh cho bệnh nhân. Trong cái tiểu phẩm của chúng ta, bệnh nhân đi mua men vi sinh, rồi bệnh nhân đi mua thuốc giảm đau, thuốc cầm tiêu chảy thì những cái thuốc đó nó chỉ xử lý được gây ngọn, không hề tác động vào cái gốc của bệnh lý. Chính vì vậy cho nên nhân vật của chúng ta tiền bạc tốn rất là nhiều nhưng mà bệnh không hề được cải thiện. Như vậy thì có cách nào để chúng ta có thể điều trị hội chứng ruột kích thích một cách hiệu quả thưa bác sĩ? Bệnh nhân phải giữ sao cho tình trạng tinh thần của mình thoải mái, đừng có lo lắng, đừng có làm gì quá căng thẳng, đừng có stress. Thì bệnh nhân cần phải có một cái chế độ ăn lành mạnh. Bệnh nhân có thể tìm đến sự hỗ trợ của thảo dược. Ngoài ra, xu thế hiện nay là chúng ta sẽ kết hợp Đông và Tây y trong điều trị bệnh. Có 4 cái thảo dược kinh điển của y học cổ truyền trong việc điều trị các cái rối loạn của tiêu hóa. Đó là chúng ta có bạch trược, bạch thược, bạch linh và hoàng bá. Hoàng bá có chứa kháng sinh thực vật, nó có tác dụng kháng khuẩn và tiêu viêm. Đối với bệnh nhân tiêu chảy thì bạch trược có thể điều chỉnh làm cho phân bệnh nhân khô lại, làm giảm bớt tình trạng tiêu chảy. Đối với bệnh nhân táo bón thì bạch trược cũng làm giảm bớt cái tình trạng táo bón của bệnh nhân, nhuận tràng và đi tiêu dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó, bạch linh bạch thược nó sẽ hỗ trợ cho cái nhóm thuốc này cải thiện cái tình trạng là chướng hơi đầy bụng và cải thiện cái chất lượng phân của bệnh nhân. Thì chúng ta cũng cần kể đến các cái hoạt chất có tính sinh học, có thể kể đến cái 5-HTB. 5-HTB nó có tác dụng là giúp cho bệnh nhân thư thái, thư giãn và ngoài ra nó sẽ điều chỉnh lại cái nhu động ruột để giúp cho giảm cái tình trạng đại tràng nó co thắt làm cho bệnh nhân đau quặn bụng lên. Ngoài ra thì có một hoạt chất sinh học cực kỳ đặc biệt, đó là immun gamma. Immun gamma đây là một cái hoạt chất sinh học mà được chuyển giao công nghệ từ Hoa Kỳ. Immun gamma nó có tác dụng là tăng cường miễn dịch cho cơ thể, tăng tái hấp thu nước và các dưỡng chất ở đại tràng. Nó sẽ giúp cho bệnh nhân có một cái hệ tiêu hóa mạnh khỏe. Kết hợp các thành phần này với nhau để được Đại học Y Hà Nội thử nghiệm lâm sàng và chứng minh sẽ giúp cho bệnh nhân không còn đau quặn bụng, giảm được tình trạng co thắt đầy hơi chứng bụng và thay đổi được tình trạng phân của bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân thoải mái và đồng thời bệnh nhân ăn uống vào sẽ hấp thu được tốt hơn. Thì đó mới là giải pháp hoàn hảo để giúp cho bệnh nhân hội chứng ruột kích thích cải thiện được các triệu chứng của mình. Lời khuyên của bác sĩ cho bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích viêm đại tràng co thắt: chọn lựa thực phẩm sạch, an toàn, không chứa hóa chất và chất bảo quản, tránh thức ăn có hàm lượng dầu mỡ quá cao, đồ ăn nhiều đạm hay đồ cay nóng, hạn chế ăn các loại rau sống, gỏi, hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, cà phê, chú ý tuyệt đối không được bỏ bữa, có chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh bị stress trong cuộc sống công việc, tập luyện thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, người bệnh cần kiên trì sử dụng sản phẩm kết hợp 5-HTB Immun Gamma với 4 loại thảo dược bạch trược, bạch phục linh, bạch thược, hoàng bá trong khoảng thời gian tốt nhất là 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế bệnh tái đi tái lại. Và sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, mong rằng các nhân vật của chúng ta trong tiểu phẩm đã biết cách làm như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu phẩm nhé. Chưa. Bây giờ nghe bác sĩ nói rồi em mới thấy mình hay có cái lỗi á, là bệnh không đi khám cho ra tự phán đoán nè, rồi đi ra mua thuốc uống đó, tự làm bác sĩ luôn. Má chỉ cần sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa 5-HTB nè, rồi Immun Gamma nè, rồi những cái thành phần từ thảo dược rồi đó, là má sẽ không lo những cái vấn đề mà bị tác dụng phụ nữa. Nhưng mà những cái thành phần đó nó nhiều quá, sao mình nhớ, sao mình đi mua cho đúng. Con dạy ra tiệm thuốc con mua là có liền luôn nè. Có rồi luôn hả? Dạ. Trong viên thuốc này có chứa 5-HTB, Immun Gamma và 4 loại thảo dược bạch trược, bạch thược, bạch phục linh, hoàng bá mà bác sĩ vừa tư vấn đó má. Sản phẩm giúp giảm đau bụng nè, sôi bụng, đi ngoài nhiều lần, rối loạn tiêu hóa. Sản phẩm đã được Đại học Y Hà Nội chứng minh tác dụng rồi đó má. Sử dụng cái sản phẩm này trong 2 tuần thôi là đã cải thiện được những cái vấn đề mà đau bụng nè, đi ngoài nhiều lần. Bây giờ nói gì nói chứ nó lo chị thuốc này là tiết mục mình là giải nhất chắc là. Rồi yên tâm rồi. Rồi bây giờ mình tập tuần tiếp đi này. Tập đi. Nhiều quá. À dạ dạ cho con hỏi một xíu. Là bây giờ là cô với lại má là yêu mình chú. Đúng rồi. Đúng rồi. Nửa đời. Con nghe đổi vai nghe con.
Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.